Thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Đây là một nội dung trong quyết định 2666 ngày 29 tháng 5 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc khai báo y tế điện tử, sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần và kiểm soát người vào ra các địa điểm công cộng bằng mã QR là việc làm cần thiết giúp cho cơ quan chức năng có dữ liệu phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả được áp dụng cho người dân, các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí và nơi tập trung đông người. Bản hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hỗ trợ việc khai báo y tế điện tử giúp quản lý, theo dõi y tế và phát hiện sớm ca bệnh, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Các ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm có ứng dụng VHG và tờ khai y tế.vn, ứng dụng Bluezone và ứng dụng Encovi trong đó ứng dụng VHG và tờ khai y tế.vn cho phép khai báo y tế, khai báo y tế toàn dân, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày với người dân trong khu vực cách ly, ghi nhận người đến, người đi tại các điểm công cộng. Tờ khai y tế.vn là nơi cung cấp và tạo ra mã QR cho các điểm kiểm dịch, cơ quan, trụ sở làm việc, khu công nghiệp, trung cư, trường học, vân vân. Ứng dụng Bluezone cho phép ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các smartphone cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Ứng dụng này cũng cho phép người dân khai báo y tế toàn dân, ghi nhận người đến đi tại các địa điểm công cộng, gửi bản tin thông báo đến người dân.